mùa thu bên đảo quốc sương mù, khám phá những điểm đến hấp dẫn, văn hóa con người Anh quốc, cảm nhận tiết trời se lạnh của mùa thu, những tia nắng nhẹ của mùa hè sẽ mang đến trải nghiệm đáng nhớ tại Anh, Scotland. Hành trình Anh, Scotland thời gian 8 ngày 7 đêm, trọn gói 59.900.000 đồng. Điểm nổi bật tại Scotland: đồi Cashel Hill, đại lộ Royal Mile, quán cà phê The Elephant House tại Anh, tham quan thành phố York, sân vận động Old Trafford nơi mệnh danh là nhà hát của những giấc mơ, nhà thờ lớn Manchester, tham quan nhà Shakespeare, tòa thị chính Trafford, tham quan trường đại học Oxford nổi tiếng Kensington Garden, cung điện Buckingham Palace, quảng trường Trafalgar, tháp đồng hồ Big Ben, biểu tượng của London nói riêng và Anh quốc nói chung, số 10 phố Downing, nơi sinh sống và làm việc của Thủ tướng Anh, cung điện Westminster, Highbury, làng cổ đẹp nhất nước Anh, cầu tháp đôi, bao gồm vé máy bay khứ hồi tại Việt Nam, Anh, khách sạn 3 sao trở lên, hướng dẫn viên tiếng Việt suốt tuyến, bảo hiểm du lịch, quà tặng, nón, bao hộ chiếu, không bao gồm phí visa 6 triệu, tiếp 70 bạn Anh, đặt tour ngay, đi gùi đảo quốc sương mù cùng với Spirit.